Chào các bạn, hôm nay là cả nhà đi xem hồ cá nha. Đây. Hello. Hello. Hôm nay là chúc chụp hình tắm gia đình ở đây nè. Sau đó mình lên tàu. Yeah.
Dưới cái hồ đó đẹp lắm, trên là cái hồ đó đúng, coi như là mình đang bơi ở dưới biển đó. Là vậy lắm, mình thấy nó cũng làm lớn rồi. Đẹp quá, cứ đứng nói đi, coi này đi, cứ thấy cái bự.